sao chị Hai lấy cái muỗng này được chị Hai? Cái này muỗng uống cà phê. Đây. Wow. Siêu mềm. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Dạ. Vậy là uống đây trước nha. Thơm quá. Mỹ nhân kế dạ ơi. Chặt mồ hôi cho anh. Ngon không? Hay là dở? Bánh mì giòn. Dạ bánh mì rồi, chị Hai em nướng á. Dạ chị nướng em. Dạ rau răm chị Hai em lặt á, ớt chị Hai em sắc á. Anh ăn lẹ lẹ tới giờ rồi, ba bà cháu không đi bán. Anh ơi anh uống miếng nước, anh uống miếng nước. À đúng rồi, lọc vị đi anh, để nhiều khi đó nó bị dính rau răm của mình á. Chị tinh tế lắm. Chị lo lắng hết. Thôi nước nó phúng phúng ra kìa. Thôi thôi hấp dẫn lên kìa. Em sắp chuyển qua bán phá lấu rồi đó anh em, coi được chưa anh? Mềm tanh chảy. Mềm tanh chảy. Anh à, chị nhớ mấy cái quảng cáo không? TVC mỗi lần ăn cái gì xong á. Ảnh vừa là ảnh vừa là con. Ảnh vừa là yeah. Đó đó. Dạ em sắp chuyển qua bán phá lấu rồi đó anh em, coi được chưa anh? Đây là cái gì à? Giòn giòn phải. Mềm tanh chảy. Anh à, chị nhớ mấy cái quảng cáo không? TVC mỗi lần ăn cái gì xong á. Ảnh vừa là ảnh vừa là con. Yeah. Đó để nằm. Quá lành. Không có thuê người qua đánh ông đầu bếp. Ủa chị Hai giang hồ quá, chị Hai nói ổng mà chấm gớt rồi bỏ hơi người qua quýnh đầu bếp. Ổng không dám uống nữa. À sắc đầu. À à không nói nên lời. Không phải, cứu anh đi. Dạ. Từ từ trời ơi nó dính trên tay rồi nè, đem. Cái vấn đề là phá lấu ngon là một chuyện, còn nước sốt là một chuyện nữa. Cái màu sắc nói chung thì không bằng bên kia, nó không tươi lên. Nước chấm thì có cái này chanh vô nữa. Anh không thích chanh đúng không? Anh không thích chanh, lấy chanh ra cho ảnh đi okay, chị. Ok, bỏ dạ, đi. Dục liền. Bỏ ngay lập tức, bỏ vô thùng rác. Anh thích cái gì nữa? Để mấy em lấy luôn. Anh đừng thích em á. Anh nói đi, anh có thích em không? Anh không thích hả? Lấy đi luôn. Rồi, cất luôn. Hôm nay em làm vừa mắt anh luôn. Làm bị dạ nó ngon. Rất ngon luôn á. Nước chấm cho tới bánh mì. Ủa không có mì luôn hả? Dạ không, bên đây nhà nghèo. Mặn quá, không có bánh mì chết luôn á. Thôi nói gì nữa, đội Lâm Vĩ Dạ được cộng thêm 10 điểm. Xin chúc mừng. Hồi nãy mình 30 điểm, mình đổi 10 điểm mình còn 20 điểm. Bên wow. Mình 10 điểm, muốn cân bằng thì vòng tiếp theo mình nấu cho xuất sắc. Nói về nấu, không ai qua được cháu gái tôi. Có bé rồi đấy không không à đâu, hôm nãy nè cũng giúp sức nhiều lắm đó. Dạ, đó con, nhờ con ngồi đó mà mình có nguyên liệu ngoài con hy sinh đó. Đó ngon quá ngoài. Nước chấm xuất sắc. Mê ớt cay thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Thôi đi về đi, đừng có chơi với ngoại, ngoại chửi dữ lắm. Ôi trời đất ơi là đứa nào đồn ngoại dữ, ai gieo trí ác cho ngoại tôi vậy? Chị Lâm Mỹ Dạ đúng rồi. À, tại sao vậy con? Con chỉ nói là hả, ngoại không bao giờ đánh đập con, không bao giờ la mắng con. Đúng. Mỗi lần con quậy là ngoại cạo đầu con thôi. Như vậy là nó có nói sai không ạ? Con vậy em con kỳ vậy con? Chị Hai cứ đi lo bán học trò, không có dạy dỗ con ngày nào đâu. Bây giờ bồ không có, chồng thì chưa, thì chỉ có bán học sàn. Cứ mỗi đêm buồn cái lấy học sàn ra đếm vậy nè. Đếm cho quên đi hết những cái đêm buồn cô đơn đó. Chị ơi, chị có mướn người đếm hột xoài không, kêu hai đứa em nhà rảnh lắm. Dạ. Đó là rổ hột xoài lắc đếm. Kỳ. Dạ. Lâu quá không gặp lại. Hôm nay tình hình ổn định không? Dạ, rất ổn anh. Gia đình của chúng tôi chỉnh dây thần kinh số 7. Ngoài chỉnh luôn 30 cái cọng dây thần kinh trên mạch. Còn riêng con này nó quấn giòn giòn ở trên đầu nữa rồi nè. Đó. Ừ. Quý vị cũng thấy hai trường phái. Một bên thinh lặng bao nhiêu thì một bên ồn ào bấy nhiêu. Có nói gì đâu mà ồn, từ nãy giờ không nói một tiếng nào luôn đó, trời chưa làm gì luôn đó. Nãy giờ là ngoại em sang lắm rồi đó. Tại vì hôm nay ngoại mới căng chỉ á, cho nên ngoại hơi cứng cơ mặt khó nói đó. Giang ơi, tụi em bây giờ có được chơi không hay là đúng rồi, đứng đây ngồi mình có chơi không, em đi về chị. Em yên tâm, em mới thiệt được chơi. Dạ, nhưng mà chơi trong im lặng đó đúng không anh? Không, vẫn chơi trong ồn ào chứ. Con bé này nó ồn thì cũng không ai ồn lại đâu, yên tâm. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có hai đội chơi. Một đội là trẻ trung, một đội là vui vẻ, hồn nhiên. Vâng. Thì chúng ta hãy chơi một cách náo nhiệt nhất có thể. Dạ, không ăn gian, nhớ nhà ngoại. Không, ngoại bỏ rồi, từ cái ngày mà ngoại bà biên người ta bắt được cái có gì thì rồi. Gia đình à, không, bạn sao đi. Dạ, bạn sao được không ạ? Chí Thiện với lại Trâm sao? Vẫn ổn anh. Dạ, vẫn ổn. Một mình vẫn ổn. Một mình vẫn ổn hả? Sợ hai người nó sẽ bất ổn. Dạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi quyết liệt
có những trò chơi rối loạn tiền đình. Rồi à, vậy là đội em không có lợi thế rồi. Đây là rối loạn tiền đình, còn đây là rối loạn tiền nhiều. Chơi gì vậy? Dạ, người ta bỏ ngoài lên cái dĩa, người ta xoay như bông trụ đó ngoài. Nhưng mà nếu mình không chơi được những môn nguy hiểm thì mình chơi những môn kiến thức. Ngoại có kiến thức không à? Ôi, kiến thức ngoại đầy. Wow, thật tuyệt vời. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020.